Kim Dung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, thẩm định các xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn đạt kỷ lục trên 68.000 tỷ đồng, xã Hồng Nam được mùa nhãn đặc sản, chọn nghề phù hợp với định hướng phát triển, công đoàn Hưng Yên đổi mới và phát triển vì quyền lợi người lao động, khẩn trương làm rõ đối tượng thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản. Thưa quý vị và các bạn, những thành tựu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại cho đất nước ta là vô cùng to lớn, trong đó phương pháp và cách làm về phòng chống tham nhũng tiêu cực được nhân dân và bạn bè quốc tế ủng hộ, đánh giá cao. Tổng Bí thư luôn nhắc nhở coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục để xây dựng Đảng trong sạch, được nhân dân tin yêu hơn. Những ngày qua, các bài viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn được ông Dương tìm đọc, đặc biệt về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực mà Tổng Bí thư đã chỉ đạo thực hiện. Ông Dương cũng như mọi người dân đều tin rằng công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng sẽ được tiếp tục thực hiện với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đất nước giàu mạnh, hùng cường. Bác đã rất kiên quyết trong vấn đề chống tham nhũng. Và cái việc này thì có thể nói rằng là rất đúng với lòng dân. Trong những ngày quốc tang, rất đông các tầng lớp nhân dân trên cả nước, bạn bè quốc tế đến viếng và tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. Đây là minh chứng cho thấy sự kính trọng, tiếc thương vô hạn với người lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng ta. Tổng Bí thư lấy công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng để nâng khối đại đoàn kết toàn dân tộc lên một tầm cao mới. Xử lý được rất nhiều vụ tham nhũng lớn, thấu tình đạt lý, gieo được cái niềm tin lớn trong lòng dân và trong riêng khối doanh nghiệp chúng tôi, là tin tưởng vào Đảng, mừng vì công tác xây dựng Đảng được nâng lên, nhưng mà mừng về lòng dân được quy tụ lại, tin tưởng vào Đảng để hoàn thành cái sự nghiệp kiến quốc của mình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và từ thực tiễn đổi mới ở Việt Nam, trong đó thực hiện chủ trương chiến lược về xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống tham nhũng tiêu cực trong Đảng, để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh. Vừa qua, Đoàn Thẩm định Nông thôn mới tỉnh Hưng Yên đã tiến hành thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của hai xã Minh Hải Lạc Đạo và nông thôn mới kiểu mẫu của xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm. Sau khi khảo sát thực tế, người lãnh đạo các xã báo cáo và thẩm định hồ sơ kết quả xây dựng nông thôn mới. Các thành viên trong đoàn thẩm định đánh giá cao kết quả mà ba xã đã đạt được, Minh Hải, Lạc Đạo cơ bản đạt các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao, Lạc Hồng đã hoàn thiện cơ bản đạt các tiêu chí xã kiểu mẫu về văn hóa. Tại ba xã, tỷ lệ người dân bày tỏ sự hài lòng đạt hơn 95%. Tỷ lệ nghèo đa chiều từ 0,35 đến 0,88%, thu nhập bình quân đầu người từ 71,57 đến 78,69 triệu đồng. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%. Đoàn thẩm định đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo, nâng cao hoàn thiện chất lượng các tiêu chí, tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để sớm trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định công nhận kết quả. Đạt chuẩn xã nông thôn mới từ năm 2017, đến cuối năm 2020, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Xác định xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị, Đảng ủy, chính quyền xã đề ra mục tiêu trong năm 2024 xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, diện mạo nông thôn mới kiểu mẫu xã Nghĩa Trụ đang dần hiện hữu. Để cập đích đúng lộ trình, xã đã tập trung mọi nguồn lực để xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân, thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, đa dạng ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững. Đến nay, thu nhập trung bình của người dân trong xã đạt trên 80 triệu đồng một người trên năm. Trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, tập trung xây dựng hai khu dân cư kiểu mẫu là thôn 11 và thôn Đồng Tỉnh. Và lựa chọn thôn Tam Kỳ để xây dựng mô hình khu dân cư thông minh, xã lựa chọn lĩnh vực nổi trội nhất là giáo dục để tập trung đầu tư thực hiện. Hiện nay, các nhà trường trên địa bàn xã đều đạt chuẩn quốc gia, trong đó trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Với nguồn lực hỗ trợ của nhà nước và sự chung sức của người dân,
nhiều khu dân cư trên địa bàn huyện Kim Động đang tích cực triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, qua đó tạo động lực, bước đệm quan trọng để các xã về đích xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Theo kế hoạch, toàn huyện Kim Động có 28 thôn đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong 3 năm qua, đã có 10 thôn đạt chuẩn. Hiện có 9 thôn đang nỗ lực đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024, gồm thôn Ngọc Đồng, xã Ngọc Thanh, thôn Bùi Xá, xã Đồng Thanh, thôn Đức Phú, xã Đức Hợp, hai thôn Ngô Xá và Đào Xá, xã Vĩnh Xá, hai thôn Lê Xá và Bình Đôi, xã Vũ Xá, thôn Vân Nghệ, xã Mai Động và thôn Phán Thủy, xã Song Mai. Qua rà soát của huyện Kim Động, hiện các thôn đang tập trung nguồn lực, nâng cấp đường giao thông, chỉnh trang nhà văn hóa, tuyên truyền vận động người dân, đóng góp công sức, tiền của để thực hiện các tiêu chí về môi trường, nhà ở, phát triển sản xuất. Qua đó, phấn đấu hết tháng 12 năm 2024 sẽ hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đợt mưa kéo dài do ảnh hưởng của cơn bão số 2 trong tuần qua đã khiến một số diện tích nhãn vùng trũng của xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên bị úng cục bộ, dẫn đến quả nhãn phát triển và chín chậm hơn. Dự kiến khoảng từ 7 đến 10 ngày nữa, nhãn bắt đầu cho thu hoạch rộ. Tuy vậy, nhờ có kinh nghiệm và trình độ thâm canh cao, các diện tích nhãn ở xã Hồng Nam vụ này vẫn cho sản lượng tốt với nhiều giống nhãn đặc sản đem lại hiệu quả kinh tế cao. Gia đình ông Cương, thôn Đệ Châu, xã Hồng Nam là một trong số các hộ còn giữ được giống nhãn đường phèn quả vuông ở thành phố Hưng Yên. Đây là giống nhãn quý được gia đình ông canh tác từ nhiều năm nay. Mặc dù năm nay thời tiết khắc nghiệt, song chưa một mẫu nhãn đường phèn quả vuông của gia đình ông vẫn cho sai quả, chất lượng thơm ngon được các thương lái và khách quen đến tận vườn đặt mua. Năm ngoái tôi cũng được 4-5 tấn, thế năm nay tôi được ước chừng khoảng được 7 tấn. Giống nhãn này khi ăn vào trong họng này thì nó cảm thấy có cái hương vị thơm như mùi mật ong. Đến giờ phút này mà nói là cứ chín đến đâu là khách hàng đến lấy đến đấy. Được mệnh danh là thủ phủ của nhãn Hưng Yên, năm nay mặc dù nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh mất mùa, tuy nhiên nhãn xã Hồng Nam vẫn được mùa riêng. Với trên 150 ha trồng nhãn, ước toàn xã đạt sản lượng trên 1.000 tấn quả, tăng gần gấp đôi so với năm 2023. Đặc biệt, nhờ chú trọng bảo tồn và phát triển vùng trồng nhãn đặc sản, nên đến nay các diện tích nhãn cùi cổ, đường phèn quả vuông, toàn xã đã chiếm trên 30% diện tích. Với đặc điểm vỏ mỏng, cùi dày, ráo nước, ngọt thơm, các giống nhãn cổ có giá bán cao gấp từ 2 đến 3 lần nhãn thông thường và được thị trường đặc biệt ưa chuộng. Ở Hồng Nam này thì ít năm mà mất mùa. Chủ yếu là bây giờ vận dụng vào khoa học công nghệ sẽ đạt được cái hiệu quả cao. Như năm ngoái thì tôi chỉ đạt được coi như vậy 9 tấn đến 10 tấn thôi. Năm nay thì tôi đạt năng suất cao hơn. Địa phương đã chỉ đạo tích cực là tuyên truyền vận động nhân dân là mạnh dạn để cải tạo các cái giống nhãn, đưa các giống nhãn cùi cổ giá trị chất lượng cao vào cải tạo vườn nhãn, và đã được sự quan tâm của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên cũng đã hỗ trợ cho nhân dân cải tạo vườn nhãn. Hiện tại, nhãn Hương Chi lại một tại vườn hàng quả biếu có giá khoảng từ 40 đến 45 nghìn đồng một kg. Hương Chi loại 2 có giá từ 30 đến 35 nghìn đồng một kg. Các giống nhãn cùi cổ đường phèn quả vuông từ 75 nghìn đến 90 nghìn đồng một kg. Riêng nhãn đường phèn cổ có giá lên tới hàng trăm nghìn đồng một kg. Mỗi năm, doanh thu từ sản xuất và kinh doanh nhãn của toàn xã lên tới vài chục tỷ đồng. Xã Hồng Nam từng bước mở rộng diện tích nhãn cổ đặc sản sẽ có phần tạo sự khác biệt, nâng cao khả năng cạnh tranh giá trị sản phẩm nhãn Hưng Yên với nhãn của các địa phương khác. Do ảnh hưởng của bão số 2 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn diện rộng, hiện nay các địa phương đang tiếp tục khắc phục hậu quả. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hưng Yên, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ chiều tối và đêm ngày 28 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7 năm 2024, khu vực tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Để chủ động phòng chống ngập úng, hạn chế thiệt hại tới mức thấp nhất do mưa úng ngập gây ra và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi,
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn đề nghị các chủ đầu tư các dự án đường giao thông liên quan tới các công trình thủy lợi thường xuyên phối hợp với địa phương đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi, kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thi công, khơi thông dòng chảy trên các tuyến kênh mương, tuyệt đối không thi công các hạng mục công trình liên quan trực tiếp tới công trình thủy lợi trong mùa mưa bão. Các địa phương chủ động nạo vét, khơi thông các vị trí ách tắc dòng chảy, khẩn trương thu hoạch các loại cây rau bầu hoa đã đến kỳ thu hoạch, tăng cường công tác kiểm tra và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đặc biệt những công trình chính, quan trọng, những vị trí xung yếu để đảm bảo tốt công tác phòng chống úng và xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên tiếp tục vận hành công trình thủy lợi tiêu rút nước đệm hợp lý trong hệ thống kênh mương nội đồng để phòng chống và tiêu úng khi có mưa lớn xảy ra, vận hành tối đa công suất các trạm bơm tiêu để đảm bảo tiêu úng, nhất là đối với diện tích rau màu hoa cây cảnh cây ăn quả. Khoanh vùng những khu vực có khả năng úng ngập cục bộ, khu vực khó khăn về tiêu úng trong đợt mưa trước để chủ động bố trí máy bơm dã chiến phục vụ bơm tiêu úng. Qua 6 lần điều chỉnh bổ sung, hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Hưng Yên đạt kỷ lục trên 68.000 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Hưng Yên đã giao tại nghị quyết số 434 kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân tỉnh vào cuối năm 2023 là trên 54.600 tỷ đồng. Tại kỳ họp thứ 21 vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục có nghị quyết bổ sung thêm hơn 13.500 tỷ đồng nguồn vốn cấp tỉnh quản lý vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, trong đó gồm hơn 3.000 tỷ đồng bổ sung từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2023, hơn 10.500 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất và hơn 26 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sổ số kiến thiết. Như vậy đến nay, tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn của tỉnh Hưng Yên là gần 68.200 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, gấp 3,2 lần so với kế hoạch vốn gần 21.000 tỷ đồng ở đầu nhiệm kỳ. Trong đó, số vốn chưa phân bổ là trên 13.600 tỷ đồng. Phần lớn, nguồn vốn này sẽ được bố trí cho các dự án giao thông, lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn, thủy lợi và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm hướng hoạt động về cơ sở vì lợi ích đoàn viên và người lao động, thời gian qua các cấp công đoàn trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động, qua đó khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Phóng sự nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2024. Người lao động là tài sản vô giá của công ty. Từ tinh thần ấy, việc đảm bảo chế độ cho người lao động tại doanh nghiệp này luôn được lãnh đạo công ty và tổ chức công đoàn đặc biệt coi trọng và đặt lên hàng đầu. Doanh nghiệp có hơn 200 người lao động và 100 công nhân lao động tham gia vào tổ chức công đoàn. Ngoài đảm bảo đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật, tại đây mỗi người lao động còn được hưởng phúc lợi hơn luật như phụ cấp tăng ca 150.000 đồng một người một ca, phụ cấp 4 tháng nắng nóng 500.000 đồng một tháng, chế độ thưởng cuối năm bằng 15% tổng lương. Làm việc ở đây được 14 năm, ban chấp hành công đoàn rất quan tâm đến đời sống người lao động. Đấy, bằng các cái hình thức như là hàng năm thì là tổ chức là tặng quà này, trong các dịp lễ Tết thăm hỏi động viên các đoàn viên ốm đau và hiếu hỉ rất là đầy đủ, tận tình, chu đáo. Hiện nay toàn tỉnh Hưng Yên có gần 170.000 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại hơn 1.600 công đoàn cơ sở. Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động, hàng năm các cấp công đoàn tỉnh Hưng Yên luôn chú trọng công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung, lấy công đoàn cơ sở làm địa bàn, lấy người lao động làm đối tượng vận động và chú trọng nâng cao nghiệp vụ kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp để triển khai hiệu quả hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động. Là ban chấp hành công đoàn cũng phối hợp với công ty là cùng nhau đưa ra các cái hoạt động về cải tiến, nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng để làm sao mà phía công đoàn cũng được tốt và phía công ty cũng hài lòng với những cái gì mà công đoàn đã đưa ra và cùng nhau hoạt động để công ty càng ngày càng phát triển lên.
Ở Bektech Việt Nam, tôi đánh giá rất cao sự hợp tác giữa công ty và công đoàn. Dưới sự dẫn dắt của đồng chí chủ tịch công đoàn, tổ chức công đoàn cơ sở đã trở thành một đối tác đáng tin cậy của ban lãnh đạo doanh nghiệp. Sự hợp tác này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu và mong muốn của người lao động, từ đó đưa ra các chính sách và quyết định phù hợp. Cùng với sự phát triển của Tổ chức Công đoàn Việt Nam, sau 95 năm xây dựng và trưởng thành, Công đoàn Hưng Yên đang ngày càng khẳng định vị thế vai trò của mình là tổ chức đại diện duy nhất và là chỗ dựa tin cậy vững chắc của người lao động với những định hướng hoạt động trọng tâm trọng điểm trong thời gian tới. Các cấp công đoàn tỉnh Hưng Yên cũng sẽ xác định đó là sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tự hào vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, tuyên truyền vận động công nhân viên chức người lao động thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, nâng cao cái vị thế và sức hút của tổ chức công đoàn với người lao động, với cái phương châm đó là ở đâu có công nhân lao động thì ở đó có tổ chức công đoàn. Chọn ngành học đón đầu xu thế được coi là chìa khóa để mở ra cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh việc tìm hiểu xu hướng chung về nguồn nhân lực, nhiều học sinh và phụ huynh đã có sự quan tâm tìm hiểu để lựa chọn những ngành nghề phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương, từ đó có thể tìm kiếm cơ hội việc làm ngay tại nơi mình sinh sống. Với số điểm xét tuyển đại học khối C là 28,75, em Nguyễn Hương Thảo có khá nhiều lựa chọn nguyện vọng, thế nhưng cả Thảo và gia đình đều cảm thấy băn khoăn chăn trở trong việc chọn ngành chọn trường để đảm bảo cơ hội có việc làm thu nhập ổn định trong tương lai. Em đã đặt nguyện vọng 1 của mình vào ngành quốc tế học, nguyện vọng thứ 2 của em là ngành tâm lý học. Trong cái quá trình mà lựa chọn nguyện vọng thì em cũng phải cân nhắc giữa việc đam mê của mình, ngành mình thích với việc cơ hội việc làm tại quê hương của mình hiện tại. Trong các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, bên cạnh các nhóm ngành nghề cơ bản, truyền thống, thì nhóm ngành nghề mới như trí tuệ nhân tạo, thiết kế vi mạch bán dẫn, logistics và quản lý chuỗi cung ứng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh và thí sinh. Đây cũng là những nhóm ngành được dự báo phù hợp với xu thế phát triển của nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Hưng Yên. Theo quy hoạch, giai đoạn thời kỳ 2021-2030, tỉnh Hưng Yên tập trung phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên bao gồm công nghiệp công nghệ cao, gắn với công nghệ số, công nghiệp sản xuất thiết bị điện, năng lượng, công nghiệp sản xuất cơ khí chế tạo, công nghiệp sản xuất các thiết bị y tế, hóa dược, công nghệ, sinh học, dược phẩm. Điều này đòi hỏi các cơ sở đào tạo cần xây dựng lộ trình, chương trình đào tạo phù hợp. Đón đầu xu hướng, trường đại học Fendica có đầy đủ các nhóm ngành mới phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường lao động trong những năm tới. Hưng Yên đang dần hình thành lên các cái khu công nghiệp, thì những cái ngành kỹ thuật, công nghệ sẽ có nhu cầu nhân lực cao trong tương lai. Trường đại học Fendica đã tập trung phát triển những ngành đào tạo mới, xây dựng các cái chương trình đào tạo với các cái chuẩn đầu ra phù hợp. Tỉnh Hưng Yên phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc trung ương với 3 đô thị trung tâm được xây dựng và phát triển toàn diện, hiện đại, văn minh, trở thành nơi đáng sống ở khu vực đồng bằng sông Hồng. Đồng thời, với hàng loạt các khu cụm công nghiệp được đầu tư xây dựng sẽ thu hút đông đảo người lao động tới sống và làm việc tại Hưng Yên. Điều này cũng mở ra cơ hội việc làm đối với nhóm ngành an sinh xã hội như giáo dục, chăm sóc sức khỏe, y khoa. Trường Đại học Fendica và Tập đoàn Fendica đã đầu tư một bệnh viện riêng dành cho khối khoa sức khỏe. Các em có thể là sẽ học tiếp lên thạc sĩ hay là chuyên khoa, hoặc là có thể tham gia những chương trình đào tạo liên kết quốc tế, hoặc có thể thậm chí là làm việc ngay tại cơ sở bệnh viện của trường. Chọn ngành, chọn trường là bước đầu. Dù theo đuổi ngành nghề nào, muốn có được cơ hội việc làm tốt thì trước hết phải vững kiến thức chuyên môn. Công an huyện Yên Mỹ vừa điều tra, làm rõ đối tượng thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các huyện Yên Mỹ, Văn Giang. Ngày 22 tháng 7 năm 2024, Công an huyện Yên Mỹ tiếp nhận đơn tố giác của chị Nguyễn Thị Hà, chú tại thôn Đồng La, thị trấn Yên Mỹ, về việc vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 22 tháng 7 năm 2024, chị Hà đang điều khiển xe máy điện đi trên đường làng thôn Đồng La thì bị một đối tượng nam giới điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Dream không rõ biển kiểm soát, đầu đội mũ bảo hiểm, vượt bên phải cùng chiều, áp sát giật chiếc túi xách chị Hà đang đeo bên vai rồi tăng ga bỏ chạy.
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Mỹ xác định Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1985, trú tại thôn Nhân Đội, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, là đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản của chị Hà. Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan điều tra đã làm rõ Nguyễn Văn Chiến đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản khác, trong đó một vụ tại thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ và 2 vụ tại các xã Phụng Công, Nghĩa Trụ thuộc huyện Văn Giang. Quý vị và các bạn thân mến, tại đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.